Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ rất nóng bỏng trong ngày hôm nay nói về công tố viên đặc biệt Robert Mueller phát biểu trước báo giới và tuyên bố từ chức. Bản tin cập nhật mới nhất vào trưa nay tại thủ đô Washington. Lần đầu tiên ông Mueller phát biểu công khai về cuộc điều tra kéo dài 22 tháng và vừa kết thúc. Hãng tin Reuters ngày 29 tháng 5 dẫn lời công tố Mueller khẳng định Nga đã cố can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ và điều đó là mối lo lắng cho mọi người Mỹ. Mở đầu bài phát biểu, ông Mueller thông báo văn phòng của ông đã chính thức đóng cửa và ông sẽ từ chức công tố viên để trở về cuộc sống cá nhân. Nói về kết quả cuộc điều tra, công tố viên Robert Mueller cho biết, nếu chúng tôi tin rằng Tổng thống rõ ràng không phạm tội, chúng tôi sẽ nói ra. Tuy nhiên, chúng tôi không khẳng định liệu Tổng thống có phạm tội hay không. Giải thích về việc này, ông Mueller cho biết, chính sách của Bộ Tư pháp không cho phép buộc tội một Tổng thống đương nhiệm. Vì vậy, buộc tội Tổng thống không phải là một lựa chọn mà chúng tôi cân nhắc. Ông Mueller cũng cho biết sẽ không ra điều trần trước Quốc hội, cho rằng báo cáo chính là lời điều trần của ông. Ngoài những gì tôi nói ngày hôm nay và những gì chứa đựng trong báo cáo viết của chúng tôi tin rằng không thích hợp để tôi nói thêm về cuộc điều tra hay bình luận về hành động của Bộ Tư pháp và Quốc hội. Ông Mueller cũng nhắc lại kết quả của cuộc điều tra được công bố trước đó cho rằng Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nhiều lần tiếp xúc với các quan chức Nga nhưng không tham gia âm mưu của Moscow nhằm chiến thắng cuộc bầu cử. Tôi sẽ khép lại bằng việc nhắc lại cáo buộc trọng tâm của chúng tôi rằng đã có vô số nỗ lực có hệ thống nhằm can thiệp cuộc bầu cử của chúng tôi. Và cáo buộc đó đáng được mọi người Mỹ lưu ý. Ông nói, các quan chức tình báo của Nga, một phần của quân đội Nga đã tấn công có phối hợp về hệ thống chính trị của chúng ta. Ông Mueller nói thêm, nhắc đến các cáo buộc Nga sử dụng công nghệ mạng phức tạp để xâm nhập máy tính và mạng của chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 và Hillary Clinton. Vụ sự việc đã khép lại, ông Mueller nói trước khi rời đi mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump thay đổi toàn lực sư để đối phó với Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Tổng thống Donald Trump đã thay đổi bộ mặt của toán luật sư Tòa Bạch Ốc, vốn quen thuộc với tòa án hơn là các đài truyền hình, khi ông chuyển từ đối phó với công tố viên đặc biệt Robert Mueller sang chống lại cuộc điều tra do các dân biểu Đảng Dân Chủ ở Hạ viện cầm đầu. Ban luật sư lâu đời của Tổng thống, hai ông Jay Sekulow và Rudy Giuliani vẫn còn đó, nhưng những luật sư khác nổi tiếng cho tài kiện tụng hơn đã đóng một vai trò quan trọng hơn, đó là các ông William Consovoy, Patrick Strawbridge, Mark Mukasey và Stefan Basantino. Cuộc phản công đầu tiên đến từ hai ông Consovoy và Strawbridge đã gặp thất bại từ lúc đầu. Hãng luật của họ Consovoy McCarthy đã nộp hai đơn kiện hôm tháng 4 nhân danh Tổng thống với mục đích chặn các trác của Quốc hội tìm những hồ sơ tài chính cá nhân của Tổng thống, nhưng cả hai đã bị bác bởi các thẩm phán. Họ đang kháng cáo và các vị dân biểu Đảng Dân Chủ đã đồng ý không thực hiện trác trong tiến trình kháng án. Một bản tin Hoa Kỳ khác cho biết nhóm We Build the Wall bắt đầu tự xây tường biên giới trên đất tư nhân. Một tổ chức vận động được hàng triệu Mỹ Kim sau một chiến dịch gây quỹ xây tường biên giới trên GoFundMe cho biết họ đã bắt đầu dự án xây tường trên đất tư. Dự án We Build the Wall hôm thứ Hai đăng trên mạng xã hội về việc khởi sự xây tường trên đất tư ở New Mexico. Thông báo trên được đưa ra vài tháng sau khi tổ chức này bắt đầu mở chiến dịch gây quỹ xây tường biên giới trên GoFundMe và chỉ vài ngày sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết không cho Tổng thống Trump dùng ngân sách quốc phòng cho bức tường của chính phủ ông. Cựu chiến lược gia của Tòa Bạch Ốc và là chủ tịch ban cố vấn cho We Build the Wall, ông Steve Bannon cho CNN biết như vậy. Nhóm này đã cất được bức tường dài một dặm ở El Paso, Texas. Nhóm We Build the Wall bắt đầu chiến dịch gây quỹ hồi tháng 12 năm ngoái. Vào lúc đó, nhà sáng lập là thương phế binh Brian Goffley chia sẻ với đài CNN rằng anh quyết định hành động vì các chính trị gia án binh bất động. Chiến dịch gây quỹ vẫn đang diễn ra, đã thu hút hơn 20 triệu Mỹ Kim đóng góp trên GoFundMe. Đức Giáo Hoàng Francis nói sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Trump về bức tường biên giới. Kính thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn truyền hình với đài Televisa của Mexico vào hôm 28 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Francis tuyên bố Ngài sẵn sàng trực tiếp nói với Tổng thống Trump rằng
xây tường biên giới là việc làm sai trái. Ngài cũng khuyến cáo Tổng thống Trump chớ tái tục chính sách chia cắt các gia đình di dân. Đức Giáo Hoàng nói, chia cắt trẻ con khỏi cha mẹ chúng đi ngược lại luật lệ tự nhiên, các tín đồ Thiên Chúa giáo. Không thể làm thế, tàn nhẫn lắm, đó là một trong những điều độc ác nhất. Để bảo vệ cái gì? Lãnh thổ hay kinh tế của một nước hay ai biết đó là cái gì? Đáp câu hỏi liệu Ngài có nói thẳng với ông Trump những lời lẽ này khi đối diện trực tiếp? Đức Giáo Hoàng nói, y vậy, vì tôi nói chuyện này công khai. Tôi thậm chí đã nói những người xây tường cuối cùng sẽ trở thành tù nhân của chính những bức tường của họ. Tổng thống Trump đã từng được ý kiến Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào năm 2017. Khi đó ông nói, ý tưởng xây tường biên giới Mỹ-Mexico nhằm đối phó với tội phạm và ma túy dọc theo biên giới xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tình trạng thời tiết xấu đã xảy ra tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Gió lốc đã xảy ra tại Ohio, Pennsylvania và Kansas, trong khi những tiểu bang khác có nguy cơ bị lũ lụt. Đây là đợt thời tiết bất thường mới nhất xảy ra tại Hoa Kỳ trong vòng 2 tuần. Dòng tố đã xảy ra trong 13 ngày liên tiếp tại các tiểu bang, kể cả gió lốc tàn khốc tại miền Tây của tiểu bang Ohio. Tính trung bình mỗi ngày đã có ít nhất 27 trận lốc xoáy lớn xảy ra tại vùng Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Dòng tố cũng mang đến mưa đá đến các tiểu bang ở vùng Duyên Hải phía Đông. Một trong những nơi hiếm khi xảy ra gió lốc đó là thành phố New York. Vậy mà vào chiều thứ Ba, nhà khí tượng Hoa Kỳ đã báo động các cư dân rằng gió lốc có thể xảy ra tại đảo Staten Island, nơi có tượng nữ thần tự do tại thành phố New York City. Gió lốc cũng có thể xảy ra thành phố Newark và Elizabeth của tiểu bang New Jersey. Tại tiểu bang Ohio, chung quanh vùng Dayton, đã có ít nhất một người thiệt mạng và 12 người bị thương trong trận lốc xoáy vào đêm thứ Hai. Teva Pharmaceutical đồng ý thỏa thuận dàn xếp 85 triệu Mỹ Kim với Oklahoma. Hãng Johnson & Johnson ra tòa xét xử. Kính thưa quý vị, trong khi công ty Teva Pharmaceutical đồng ý thỏa thuận dàn xếp 85 triệu Mỹ Kim với Oklahoma, thì phiên xử công ty Johnson & Johnson đã bắt đầu trong ngày thứ Ba hôm qua. Trong thông cáo, công ty Janssen Pharmaceuticals là công ty con của Johnson & Johnson nói rằng họ hành động có trách nhiệm và sẵn sàng ra tòa xét xử. Họ không đồng ý với những gì họ gọi là lý thuyết mở rộng thái quá của luật về hành vi gây thiệt hại chung và cho rằng chúng không thể áp dụng trong tình huống này. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Oklahoma Mike Hunter cho biết, Johnson & Johnson và Teva cùng nhà sản xuất OxyContin là công ty Purdue Pharma thực hiện chiến dịch marketing lừa dối xem nhẹ nguy cơ nghiện opioid trong khi thổi phồng lợi ích của chúng. Tiểu bang cũng cáo buộc hành động của những công ty này tạo ra nguồn cung thuốc giảm đau dư thừa, gây ra thiệt hại chung sẽ cần từ 12.7 tỷ cho đến 17.5 tỷ Mỹ Kim để giải quyết. Tiểu bang Oklahoma hồi tháng 3 đã dàn xếp 270 triệu Mỹ Kim với công ty Purdue Pharma. Trong khi đó, thì Missouri sẽ trở thành tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ hoàn toàn không cung cấp dịch vụ phá thai. Kính thưa quý vị, tiểu bang Missouri có thể sẽ trở thành tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ không có dịch vụ phá thai hợp pháp sau khi giới chức trách của Bộ Y tế từ chối cung cấp giấy phép hoạt động mới cho một phòng mạch chuyên nạo bọ thai nhi. Hôm thứ Sáu, Thống đốc Missouri Mike Parson ký ban hành luật cấm phá thai kể từ tuần thứ 8 của thai kỳ. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU và Planned Parenthood nộp đơn kiện luật của Missouri, trong đó cấm gần như toàn bộ phá thai và bác sĩ thực hiện phá thai có thể lãnh án đến 99 năm tù. Bà Lina Wen là Chủ tịch Planned Parenthood Federation of America, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phá thai cho phụ nữ cho biết rằng lệnh cấm nguy hiểm, vô đạo đức và vi hiến này đe dọa đến sự sống và sức khỏe của phụ nữ và tổ chức của bà nộp đơn kiện để bảo vệ quyền của các bệnh nhân. Một lần nữa, xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau một vài thông tin thương mại, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và đời sống.